Mê Lan xin giới thiệu với anh chị một dòng rap rất xuyên hoa, mà rap nào cũng xuyên hoa cả. Rap này cũng tương tự như vậy, rất xuyên hoa, rap hồng. Và gần như các chậu hôm nay là đều đang nụ, để không hàng cũng đang cũng có nụ nữa cả nha. Cứ lên một giả hành như vậy là nó sẽ có nụ, có bông như thế này mọi người. Đó, rất rất dễ bông luôn, bông liên tục, bông quanh năm luôn. Đây nè, mọi người nhìn camera quay lại nè. Mặt hoa rất là dễ thương mọi người, màu hồng. Dòng này thì ra bông liên tục, cứ lên giả hành là có bông, lên giả hành là có bông. Một cái cây, một cái hoa như là dày thì chơi khoảng 7 đến 10 ngày mọi người ha. Nhưng mà được cái nó sẽ ra bông liên tục, tại vì cứ giả hành nó lên. Mọi người nhìn thấy cái chậu này nó lùm, rất là lùm đúng không cả nhà. Và hôm nay, chậu hôm nay một chậu rách hồng như thế này chia sẻ đến cả nhà với giá 170.000 một bụi nha, chứ không phải là một chậu, một bụi. 170.000 một bụi. Các anh chị comment theo cú pháp một rát hồng hoặc hai rát hồng, số lượng cộng rát hồng cộng số điện thoại dùm Mê Lan dưới cái comment này. Nhớ để lại số điện thoại nha các anh chị. Thì Mê Lan sẽ gửi tặng cho anh chị một cái gói làm hoa. Gói làm hoa ha. Và hai chậu bao ship tặng hai gói làm hoa. Đó. Dòng rát này á thì các anh chị có vài chậu thôi. Được vài chậu thì về chia sẻ với mọi người nè. Và gần như chậu nào cũng đang hoa cả. Và nó đặc tính của nó rất là sai hoa mọi người. Một chậu nhiều như thế này thì về mọi người tách ra, có thể là tách ra làm 2-3 chậu vẫn được nha cả nhà. Tách ra, tách hướng ra 2-3 chậu vẫn được. Đó. Một cái chậu đây mọi người nè, một cái chậu như thế này nè. Hay như thế này nè, cứ nụ hoài liên tục anh chị, 3 nụ, 4 nụ, rồi đang bông, rồi đang nụ nữa. Đó, một chậu lùm như thế này nè. Có 170.000 thôi. Tiền ship 35.000, tặng gói làm hoa, hai chậu bao ship. Đó, hai chậu thì thực sự mình mua về mình cái này không cần ghép mọi người. Bình thường Mê Lan sẽ nói mọi người là ghép đúng không, nhưng mà với dòng rách này đẻ rất là nhanh luôn, đẻ rất là nhanh luôn, nên mình không cần ghép. Đó, nụ như thế này nè mọi người, cứ chậu như thế này nó sẽ lên nụ nè. Đó, mọi người nhìn thấy nụ không, nụ ở đây nè, rồi bên đây nụ nữa nè. Đó, ra nụ liên tục ha mọi người. 170.000 một chậu, tặng kèm gói làm hoa, tiền ship 35.000, mua hai chậu bao ship. Để lại số điện thoại cộng số lượng dưới cái comment này, dưới clip này là được các anh chị nhà mình nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những clip giới thiệu hoa lần sau.